Anh. Em chào chị. Em đã đọc quyển Anh Chim Phát Tơ rồi. Dạ. Chị có một vài thắc mắc muốn hỏi em á, Vâng. là tại sao trong cái mà có tại sao mà có quá nhiều protein ở trong cơ thể á, mà nó lại là chất độc? Dạ thì protein động vật á thì chúng mình rất tiêu thụ rất là nhiều. Như em với chị chắc là tiêu thụ rất là nhiều. Thì khi mà cơ thể mình á tiêu thụ rất tiêu thụ nhiều cái động vật protein, chất protein động vật á, thì khi chúng vào cho cơ thể chúng ta á, thì cơ thể không thể nào phân giải và nó không thể nào phân giải và nó cái hệ thống đường ruột nó không hấp thu được. Thì bởi vì không hấp thu được thì khi mà những cái protein nó vào cơ thể thì nó sẽ bị phân hủy trong ruột, và sau khi phân hủy xong thì nó sẽ sinh ra rất nhiều chất độc mà cực kỳ độc, ví dụ như là hydrosulfur, khí metan, indol, ammoniac, và đặc biệt là gây ra ung thư, đó là cái hợp chất ung thư R2NNO. Mà ngoài ra khi mà mình tiêu thụ nhiều thì nó sẽ tạo ra một gốc tự do, và thường gốc tự do là rất là độc. Thì theo như tiến sĩ đã nói á, thì chúng ta, mỗi con người chúng ta thì cần phải có một cái lượng enzyme nhất định và cần thiết thì chúng ta mới không bị bệnh. Thì khi mà mình sử dụng một lượng lớn protein động vật thì sẽ tạo ra một khối chất độc rất là lớn, thì muốn cơ thể chúng ta sẽ tự điều chỉnh. Thì nếu mà cơ thể mình mà muốn thải chất độc ra thì cơ thể chúng ta nó phải sử dụng một cái số lượng enzyme cân bằng với chất độc đó. Thì khi đó thì chất độc quá nhiều rồi thì enzyme cũng sẽ dùng rất là nhiều để mà thải ra. Thì sau khi mà chất độc ra thì enzyme nó cũng ra, thì ra vậy thì cơ thể mình sẽ yếu đi và gây ra rất nhiều bệnh và cơ sao ta nguy hiểm nhất là ung thư. Rồi thì như ở trong cái chất béo mà ở trong con cá đó, thì tại sao thì mình biết là chất béo thì thường là nó có hại cho cơ thể, nó không tốt cho cơ thể, thì tại sao mà chất béo ở trong cá thì nó lại tốt cho động vật của con người? Vấn đề này thì là bởi vì thịt và cá thì loại nào cũng có chất béo, nhưng mà chất béo có thịt nó là chất béo, đó là axit béo mà nó đã được bão hòa, thì những cái gì đã được bão hòa nó không tốt cho sức khỏe. Còn riêng với cá thì chất béo của cá là một cái chất béo chưa được bão hòa và rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra tiến sĩ Hiroma còn đề cập đó là khi mà cơ thể chúng ta tiếp nhận một cái chất béo nào mà cái chất béo đó thấp hơn nhiệt độ cơ thể của chúng ta thì chất béo đó rất là tốt. Thì cá là một động vật sống ở dưới biển nên đó là động vật máu lạnh. Thì khi mà chúng ta chế biến cá, ví dụ như là chiên hoặc là rán, thì chất béo mà trong cá nó sẽ tan ra, chất béo axit béo chưa bão hòa nó sẽ tan ra, và lúc mà tan ra thì nó trở thành một chất lỏng, và chất lỏng nó giúp cho chúng ta giảm được cholesterol trong máu. Như là ở nhà bên đi là thường còn có hay có dùng cá cho cái món chiên rán không? Thật ra thì ở nhà thì ăn riêng với em á, nhà em á thì em ăn rau nhiều hơn là thịt và cá. Cái khẩu phần là ví dụ là một bữa như là 3-4 chén rau á. Còn ví dụ là thịt cá thì thay bằng nó ăn chay cũng đúng á, hoặc tàu hũ, hoặc là những cái gọi là mì căn mà mình giả làm á, hoặc là nấm. Là ít ít về thành phần cá thịt đó ha. Dạ. Rồi.